Con yêu, đừng khóc nữa mà. Tiền để làm gì trời? Ngậm nấm phú phàng nè. Mẹ, sao cái cặp này nặng quá vậy? Mẹ bỏ thêm mấy thỏi vàng với đồng tiền để phòng thôi mà, không có gì đâu. Con yêu, mẹ phải đi rồi. Con ở nhà một mình được chứ? Mẹ để tiền lại là được hết. Hú hú, cuối cùng cũng ở nhà một mình rồi. Thương phụ mới đây rồi. Leo lên cái cây này làm chi không biết. Mình sợ độ cao mà. Ta sẽ trộm nhà này. Cô bé ở nhà có một mình thôi. Wow, nhìn căn nhà kìa. Vô công chuyện nào. Bạn bên kia, mình bên này. Để mình thi triển nhẫn thuật nha. Có đồng đội xịn thấy ghê. Làm việc thôi. Thôi không lấy mực nữa đâu. Thơm, chưa tới khúc lặng đâu. Vào trong thôi. Hashtag đời giàu sang. Tiếng gì thế nhỉ? Ai đấy? Mình đi xem thử. Thật khẽ thôi. Ôi không, con gà bán đứng mình rồi. Ai ở đây thế này? Im lặng, đừng khóc. Có người về rồi kìa. Ôi không, bình tĩnh đi. Lên gác mái trốn nào. Đưa con bé theo. Đi. Cháu không lên đó đâu. Theo chú. Mình ghét mái gác. Xong. Tuyệt. Ôi trời, quên mất cô bé rồi. Để chú giúp cho. Đừng chạm vào cháu, gác mái của cháu mà. Đến rồi. Chỗ này cũng được ghê. Ellie, con đâu rồi, con yêu. Rồi nha. Nút thắt tuyệt lắm. Cách để gói quà đó. Này Thơm. Đồ ngốc. Sao? Tháo xong dây rồi đó. Ellie đâu rồi? Để mình gọi. Con bé không nghe. Ai gọi thế? Mẹ. Không, tiêu rồi. Bạn làm cái gì thế? Nhắn cho mẹ. Renda, bạn là thiên tài. Ừ, mình biết. Ellie vẫn ổn. Đỡ lo rồi. Thư giãn thôi. Cô bé đâu rồi? Nó chạy mất rồi. Cứu, có ai không? Cô bé, để cô chú cứu nè. Mẹ đi rồi sao? Tuyệt. Dán không? Không hả? Được, hôm nay cô cũng vui. Mẹ lấy xe đi rồi. Nhà không có ai hết. Làm việc thôi. Mật khẩu két sắt là gì? Không, không nói đâu. Thôi nào cô bé ơi, giúp đi mà. Nó viết ở đâu? Ừ, có gợi ý rồi kìa. Cái gì? Mật khẩu đó hả? Nhìn như kiểu mật mã gì đó. Các bạn, giúp bọn mình tìm mật khẩu được không? Bình luận đáp án bên dưới nha. Cảm ơn. Wow.
Wow, đỉnh quá đi. Ý mình là nhìn đống đồ kìa. Cô nên mang giày nào nhỉ? Cái này hay này. Đúng là cô đang nghĩ. Ăn không? Nè, này, sao cháu buồn thế? Vui tươi lên. Cười lên. Chào Ellie. Mình là thằng lằn vớ. Sao thế? Chú Thơm, cháu khó chịu quá đi. Cởi trói cho cháu được không? Được. Thoải mái quá đi. Được rồi, chú trói lại rồi. Được rồi. Diễn tiếp thôi nào. Ôi không, mẹ sắp về rồi. Bạn nghe không, thằng lằn, phải trốn thôi. Cháu sẽ không để cô chú lên gác, rồi mẹ sẽ phát hiện. Làm sao đây, Fenda? Ta gặp rắc rối rồi. Dẹp tôi vớ đi, rồi trốn thôi. Ai gọi mình thế? Chào, mình đây. Sao giờ? Trốn ra ngoài qua ban công đi. Ok. Hình như trời sắp bão rồi. Mình không biết. Xin lỗi. Im đi đồ thiên tài. Làm gì mà lâu thế? Việc gì cũng phải đến tay mình cả. Biết rồi. Thơm. Ta sẽ tống tiền. Bọn ta đang giữ con gái bạn. Renda, bạn là thiên tài. Einstein tái sinh. Sao bạn nghĩ ra được thế? Ta cần một bức ảnh. Để mình lo cho. Cười lên, Ellie. Tuyệt. Cho cháu xem thử nào. Thôi, cháu không thích. Cái gì bay tới vậy? Bọn ta giữ con gái bạn. Không thể thế được. Chắc ai đang đùa với mình mà thôi. Bình tĩnh, đồng đội. Nhỡ là thật thì sao nhỉ? Ồ, có hình nữa nè. Wow, Ellie của mình lớn rồi nè. Chúng bắt cóc con mình. Cảnh sát. Cuối cùng cũng hiểu rồi. Ta đi xuống được rồi. Khoan, lên lại đi. Cảnh sát tới rồi. Cảnh sát ơi, nhìn nè. Chúng gửi thư cho mình. Để mình lo. Ồ, cái gì đây? Bằng chứng. Chỉ là một túi tiền. Để mình xem xung quanh. Ái chà chà. Sách hướng dẫn cách giấu một người trên gác mái để không ai tìm ra. Ồ, con bé ở trên gác mái. Ôi không, họ biết rồi. Mình không muốn đi tù đâu. Nệm trong đó cứng như đá vậy. Đây, bình tĩnh nào. Không phải đâu, mình hứa đó. No. Cái gì đây? Có vẻ là bằng chứng. Đưa mình xem. Chỉ là tờ rơi người ta đưa mình thôi. Đây mới đúng nè. Con gái bạn ở quán cà phê. Ha, không còn gì phải lo nữa rồi. Im lặng không là tiêu đời. Yeah, ta giàu và tiêu tiền được rồi. Nước đây ạ. Đây có phải còn hai bạn không thế? Tất nhiên, con gái yêu dấu. Kho báu nhỏ của ba mẹ. Thật không? Không giống nhau gì hết. Ý bạn là sao? Nhìn lại đi, y hệt nhau mà. Hiu, suýt nữa thì... Ellie, Ellie, còn có ở đây không? Ellie ơi, mẹ sẽ tìm thấy con.
cà phê đây rồi. Ellie, mẹ, cô ấy kìa. Yên lặng, ta phải giấu con bé đi. Xin lỗi các bạn có thấy con gái mình không? Ai đang đội cái túi thế? Phải Ellie không? Các bạn chắc chứ? Được rồi, mình sẽ tìm tiếp. Thành công rồi. Cô ấy đi tắm rồi. Tuyệt, giải quyết cho xong nào. Nhiều tiền quá đi, của mình hết. Cô bé làm sao thế? Ai quan tâm? Tay mình kẹt trong sự giàu có rồi. Này Tom, đi bảo cô ta im đi. Hát thấy ghê quá à. Bạn yên lặng chút được không? Bọn mình đang làm việc. Ừ, được chứ. Cái gì? Hả? Lũ trộm. Ok, hiểu rồi. Bọn mình đi liền. Hồ bơi thì thôi. Bơi ra khỏi đây đi, đồ ngốc. Brenda, xem con vịt nè. Thôi nào Thơm. Chưa xong đâu. Chào gà. Cô bé ơi, cháu tiêu rồi.